quy tụ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia hàng đầu, hệ thống trang thiết bị hiện đại bậc nhất, bệnh viện sang trọng theo mô hình khách sạn, trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có, đi sinh như đi nghỉ dưỡng. Khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, nơi tin tưởng vượt cạn của những mẹ bầu hiện đại. Song hành cùng với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, ngay từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, khoa phụ sản đã trở thành một chuyên khoa trọng yếu, là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng. Chúng tôi tự hào chào đón hàng nghìn em bé ra đời và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực sản khoa, với mục đích giúp các bà bầu hiện đại có được một thai kỳ khỏe mạnh, trải qua hành trình vượt cạn nhẹ nhàng. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đã cho ra mắt dịch vụ thai sản trọn gói cùng những tiện ích tốt nhất và cao cấp nhất: miễn phí lớp học tiền sản, miễn phí dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp trước và sau sinh, tặng bộ ảnh lưu giữ mọi khoảnh khắc đẹp khi vượt cạn của mẹ, sẵn sàng đồ dùng cho mẹ và bé, chăm sóc mẹ và bé 24/24 giờ trong suốt thời gian lưu viện, hỗ trợ thực hiện các dịch vụ sàng lọc sơ sinh cho bé như lấy máu gót chân, lưu trữ máu cuống rốn, mang dây rốn. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sở hữu quy trình đỡ đẻ và mổ đẻ chuẩn an toàn của Bộ Y tế, cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại bao gồm phòng mổ vô khuẩn một chiều an toàn tuyệt đối, cùng dàn thiết bị tối tân có khả năng phục vụ liên tục. Phòng đẻ thường thiết kế tinh tế, nhẹ nhàng, tạo tâm lý thoải mái cho các mẹ nhưng vẫn đảm bảo những yêu cầu khắt khe nhất theo đúng quy chuẩn. Chúng tôi cam kết mang đến quá trình vượt cạn thành công, an toàn tối đa cho mẹ và bé. Đặc biệt, khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng phương pháp da kể da với bố cho bé sau sinh tại Việt Nam, với phòng áp da vô khuẩn chuyên biệt, đầy đủ trang thiết bị cao cấp cùng thiết kế ấm áp, tinh tế và nhẹ nhàng. Thu Cúc chắc chắn sẽ giúp khách hàng tăng sự gắn kết, cảm nhận rõ tình phụ tử với khoảng thời gian áp da giữa bố và con yêu. Với phương châm đi đẻ như đi nghỉ dưỡng khách sạn, khách hàng đến với khoa phụ sản sẽ được trải nghiệm những dịch vụ chăm sóc sau sinh cao cấp của Bệnh viện Quốc tế với hệ thống phòng lưu viện tiện nghi sang chảnh. 100% khách hàng sẽ được chăm sóc ân cần chu đáo như người thân trong gia đình. Đặc biệt, chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ mẹ 24/24 giờ để các mẹ luôn thoải mái và được nghỉ dưỡng sau ca vượt cạn. Bên cạnh đó, Thu Cúc mang đến những tiện ích vô cùng tuyệt vời cho bé yêu, đặc biệt là vấn đề tắm và chăm sóc bé sau sinh. Phòng tắm bé tiêu chuẩn của khoa phụ sản với không gian thoáng đãng, sạch sẽ, trẻ sơ sinh sẽ được chăm sóc tận tâm bởi đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp. Hơn hết, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc hội tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng đầu ngành với chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm ở trong nước và quốc tế. Toàn bộ đội ngũ bác sĩ sản khoa tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc không ngừng nghiên cứu và cập nhật những phương pháp hiện đại, tiên tiến nhất của thế giới để mang đến dịch vụ thai sản hoàn hảo nhất. Không chỉ vậy, với chữ tâm trong nghề, 100% bác sĩ, điều dưỡng và hộ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc luôn nhiệt huyết, tận tâm và ân cần với khách hàng. Đó chính là lý do vì sao Thu Cúc luôn được khách hàng đánh giá cao trong việc mang đến cuộc vượt cạn an toàn và nhẹ nhàng. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc là một trong những bệnh viện uy tín hàng đầu với đầy đủ trang thiết bị, đề cao sự hài lòng của khách hàng. Tôi khẳng định, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc là một trong những bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam, quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi và chắc chắn chúng tôi sẽ mang đến trải nghiệm đi sinh tuyệt vời với chất lượng dịch vụ 5 sao cho các mẹ. Tôi yêu đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là những đồng nghiệp nơi tôi làm việc. Tôi chắc chắn sẽ gắn bó lâu dài tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc bởi tôi cảm thấy hạnh phúc vì mỗi ngày tôi đã khám và đỡ đẻ cho rất nhiều mẹ bầu. Trước đây tôi đã làm việc tại nhiều bệnh viện tại các nước trên thế giới, nhưng Thu Cúc mang lại cho tôi sự thoải mái bởi tất cả bác sĩ, điều dưỡng đều chuyên nghiệp, ân cần, nhẹ nhàng. Và tôi tin rằng với phong cách này, Thu Cúc sẽ ghi dấu ấn mạnh với khách hàng và làm khách hàng hài lòng tuyệt đối. Bệnh viện Thu Cúc với quy trình chuẩn của Bộ Y tế, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng những công nghệ mới nhất trên thế giới và Việt Nam, cơ sở vật chất đầy đủ mang đến sự an toàn tuyệt đối cho khách hàng và chắc chắn Thu Cúc sẽ trở thành sự lựa chọn hoàn hảo của khách hàng. Là một á khôi bước ra từ một cuộc thi sắc đẹp, nghĩa là mình nhận thức được khi mang bầu thì cần phải khỏe mạnh và giữ cho mình một vẻ đẹp thật là tự tin. Và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc là nơi đã tư vấn cho mình rất là nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm
để giúp mình vừa khỏe vừa đẹp trong cái khoảng thời gian mang bầu. Bệnh viện Thu Cúc là một trong những sự lựa chọn hàng đầu cho các bà bầu khi đi sinh. Minh Hằng chắc chắn rằng với đội ngũ bác sĩ Việt Nam và bác sĩ quốc tế giàu kinh nghiệm lâu năm, với trang thiết bị máy móc hiện đại và cách chăm sóc tận tình chu đáo, có cảm giác như mình đang ở giữa gia đình. Đấy chính là lý do mà Minh Hằng khuyên các bà bầu khi sinh thì đến bệnh viện Thu Cúc mà sinh nhé. Mình có người thân đã sử dụng dịch vụ thai sản trọn gói tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Gia đình và mình rất là yên tâm khi được chứng kiến mẹ và bé đều khỏe mạnh trong suốt thai kỳ này, trong quá trình sinh nở và cho tới ngày xuất viện. Mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái địa chỉ rất là tuyệt vời, một gợi ý để cho các mẹ đang có ý định sinh em bé có thể tham khảo. Và chắc chắn là mình sẽ còn giới thiệu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cho rất nhiều những người mẹ mình gặp trong thời gian tới nữa. Chúng tôi, khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, tự hào là đơn vị được hàng ngàn mẹ bầu bình chọn là điểm dừng chân lý tưởng cho 9 tháng 10 ngày mang thai và sở hữu những dịch vụ chất lượng 5 sao. Bệnh viện Thu Cúc sẽ ngày càng khẳng định vị thế vượt trội, nâng cao chất lượng và phong thái phục vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực sản khoa. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, địa chỉ 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, hotline 1900 55 88 96.